Chào bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu cái phụ kiện của hãng American Standard. Đây là chiếc núm điều chỉnh cho đầu sen tắm. Phụ kiện chính hãng của American Standard, một thương hiệu của Nissin, công ty mà sở hữu Inax đấy. Và đóng gói này chúng ta sẽ có cái miếng ốp này. Đây là miếng ốp ở bên ngoài. Có thấy mạ chrome sáng bóng này. Có cả gioăng cao su bên trong này. Thì cái này là sau khi các bạn lắp cái nút này thì vào tường ấy thì tôi sẽ ốp này bên ngoài để trang trí thôi. Còn bộ phận quan trọng nhất đây chính là cái nút hay gọi là cái khóa nước này sẽ có tác dụng là tắt bật và điều chỉnh cái lượng nước cho vòi sen tắm. Thường thì người ta sẽ lắp cho cái vòi sen tắm ở trên đầu ấy, vòi sen tắm loại to, và cái lớp nhựa này chỉ là lớp bảo vệ thôi. Các bạn sẽ tháo ra để quan sát bên trong, nó bảo vệ để tránh bị chảy xước cái lớp mạ chrome, vì cái nút này nó cũng mạ chrome sáng bóng như cái nắp vừa rồi. Đây, các bạn tháo hàng nắp ra. Đây là cái phụ kiện nằm trong cái bộ kit, các bạn phải mua rời từng bộ phận một. Đây, nó sẽ có núm vặn để điều chỉnh cái lượng nước ra này, và đây cái nắp ở phía trước ốp vào. Tiếp tục ta sẽ ốp cái nắp bên ngoài. Rất là đẹp. Để điều chỉnh lượng nước này. Còn bấm cái nút ở giữa là tắt mở. Ở trong này thì sẽ có một đường nước vào và nước ra. Cái này thường sẽ đấu vào một cái bộ trộn nữa. Đây các bạn thấy việc lắp ráp cũng khá đơn giản. Đây, xoay để điều chỉnh và bấm cái nút ở giữa này là tắt mở. Đây mở, đây tắt này. Đây là cách sử dụng. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới những cái thiết bị vệ sinh của hãng American Standard, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.